và đây là Tây Nguyên, nơi gìn giữ những bản sắc thiêng liêng. Dù thành phố hay là về tối huyện, mọi người đều nhớ đến hai chữ Tây Nguyên, nơi những cánh đồng bao la bát ngát, cà phê tiêu điều và những thứ quanh ta. Nơi vùng núi hoang sơ, mọi người cứ nghĩ cho đến thành thị phố đèn xa hoa. Để tôi giới thiệu cho bạn trường đại học lớn nhất vùng Tây Nguyên, được thành lập năm 1977 giúp bao thế hệ sinh viên này phát triển. Nơi diện tích 28 hecta, khuôn viên thật đẹp không ai muốn ghét xa, tình cảm nơi này thật là thiết tha. Nay anh sinh viên cầm bút mà viết ra, hơn 40 năm thành lập và phát triển không ngừng cải tiến theo thời đại nơi tốc biến. Từ vùng cao cho đến vùng biển, sinh viên và về đây đó là điều hiển nhiên. Với chính khoa và chuyên ngành đã đa dạng, hãy đến đây và chứng minh mình xứng đáng. Thành hay bại là do bản thân bạn, hãy tiến đến đây sau này bước hiên ngang. Chào anh sinh viên y, anh chính trị thật ý chí. Chào luôn anh khoa học bên cạnh và anh nông lâm lẫn thú y. Chào anh kinh tế ngôn ngữ và chị sư phạm áo dài thật thước tha. Xin chào lướt qua và gửi đến tất cả sinh viên trường chúng ta. Đây là đại học Tây Nguyên, nơi mọi người thật thà và chân chắc, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ của bạn và không có gì phải cân nhắc. Từ người dạy cho đến người học, tất cả đều rất nhiệt tình. Nơi bạn đến không chỉ trường học mà nó chính là một gia đình. Và đây là đại học Tây Nguyên, nơi mọi người thật thà và chân chắc, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ của bạn và không có gì phải cân nhắc. Từ người dạy cho đến người học, tất cả đều rất nhiệt tình. Nơi bạn đến không chỉ trường học mà nó chính là một gia đình. Và đây là đại học Tây Nguyên, nơi sẽ giúp bạn thực hiện những giấc mơ, thành anh kỹ sư hay là anh bác sĩ, không chỉ có ngồi và học cho sách vở. Sinh viên của trường thật sự rất năng động, nhiều câu lạc bộ cho bạn muốn tham gia, từ học hỏi cho đến tình nguyện giữ gìn bản sắc tốt đẹp của ông cha. Nếu bạn thích chiều lại rủ đám bạn ta làm một chặng bóng, có cả hồ bơi. Nếu bạn thích mình làm một chàng cầu lông, nhiều anh trung niên lại thích chơi tennis ở khoang bóng chì, người chơi cũng không ít. Vòng quanh hồ bơi có người tập dưỡng sinh, tìm đâu ra có một chốn yên bình, ngồi ghế đá ngắm hồ cá, tìm một chốn bình yên cho riêng mình. Có cả khu quân sự, nơi có thể trải nghiệm cuộc sống của một người lính, cho cháu ổ bánh mì thịt trứng kèm thêm rau và thêm hành lá. Các phụ huynh không cần phải lo xa, quỳ xung quanh đây có đầy đủ quán xá. Và đây là đại học Tây Nguyên, nơi mọi người thật thà và chân chắc, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ của bạn và không có gì phải cân nhắc. Từ người dạy cho đến người học, tất cả đều rất nhiệt tình. Nơi bạn đến không chỉ trường học mà nó chính là một gia đình. Và đây là đại học Tây Nguyên, nơi mọi người thật thà và chân chắc, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ của bạn và không có gì phải cân nhắc. Từ người dạy cho đến người học, tất cả đều rất nhiệt tình. Nơi bạn đến không chỉ trường học mà nó chính là một gia đình. Và đây là đại học Tây Nguyên, nơi mọi người thật thà và chân chắc, nơi nuôi dưỡng những giấc mơ của bạn và không có gì phải cân nhắc. Từ người dạy cho đến người học, tất cả đều rất nhiệt tình. Nơi bạn đến không chỉ trường học mà nó chính là một gia đình. Và đây là đại học Tây Nguyên. Sinh viên Tây Nguyên tiếp nối bạn.